Khi ấy, vị hóa Phật và chúng hữu tình được hóa ra, giả sử đối với các pháp có sự phân biệt và phá hoại không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không có các chỗ biến hóa đối với tất cả pháp không có phân biệt. Phật dạy, này thiện hiện do nhân duyên này nên biết chúng đại Bồ Tát cũng lại như vậy. Hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì các hữu tình nên như thật giảng thuyết chánh pháp. Tuy chẳng phân biệt về pháp tướng phá hoại, nhưng có thể như thật giáo hóa hữu tình, làm cho họ an trụ vào chỗ nên trụ. Tuy đối với hữu tình và tất cả pháp đều vô sở đắc, nhưng làm cho hữu tình giải thoát vọng tưởng điên đảo chấp trước, vì không trói không mở làm phương tiện. Vì sao? Vì sắc cho đến thức, bản tánh không trói không mở nên bản tánh của pháp không trói không mở, thì pháp ấy chẳng phải sắc cho đến chẳng phải thức. Vì sao? Vì sắc cho đến thức đều hoàn toàn thanh tịnh, nói rộng cho đến các pháp hữu vi và pháp vô vi, bản tánh không trói không mở. Nếu bản tánh của pháp không trói không mở thì pháp ấy chẳng hữu vi chẳng vô vi. Vì sao? Vì hữu vi cho đến vô vi đều hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đem vô sở trụ để làm phương tiện, trụ trong tất cả pháp vô sở đắc, nghĩa là đem vô sở đắc mà làm phương tiện, trụ sắc uẩn không, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, trụ vào thọ tưởng hành thức uẩn không, nói rộng cho đến đem vô sở đắc mà làm phương tiện, trụ pháp hữu vi không, đem vô sở đắc mà làm phương tiện, trụ pháp vô vi không. Thiện hiện nên biết sắc uẩn vô sở trụ, thọ tưởng hành thức uẩn cũng vô sở trụ, sắc uẩn không vô sở trụ, thọ tưởng hành thức uẩn không cũng vô sở trụ, tuần tự cho đến pháp hữu vi vô sở trụ, pháp vô vi cũng vô sở trụ, pháp hữu vi không vô sở trụ, pháp vô vi không cũng vô sở trụ. Vì sao? Vì các pháp như thế và các pháp không đều vô tự tánh, đều bất khả đắc, chẳng phải pháp vô tự tánh bất khả đắc mà có sở trụ. Thiện hiện nên biết chẳng phải pháp vô tánh trụ pháp vô tánh, chẳng phải pháp hữu tánh trụ pháp hữu tánh, chẳng phải pháp vô tánh trụ pháp hữu tánh, chẳng phải pháp hữu tánh trụ pháp vô tánh, chẳng phải pháp tự tánh trụ pháp tự tánh, chẳng phải pháp tha tánh trụ pháp tha tánh, chẳng phải pháp tự tánh trụ pháp tha tánh, chẳng phải pháp tha tánh trụ pháp tự tánh. Vì sao? Vì tất cả pháp đều bất khả đắc, pháp bất khả đắc làm sao trụ được. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng các không này tu tập các pháp cũng có thể như thật giảng thuyết khai thị cho hữu tình. Thiện hiện nên biết nếu đại Bồ Tát có thể hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì đối với chư Phật, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn, các chúng hiền thánh đều không sanh tội lỗi. Vì sao? Vì chư Phật, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn đối với pháp tánh này đều đã giác ngộ. Đã giác ngộ rồi vì các hữu tình mà giảng thuyết một cách như thật. Mặc dù vì hữu tình giảng thuyết các pháp nhưng đối với pháp tánh thì không truyền không vượt. Vì sao? Vì thật tánh của các pháp tức là pháp giới chân như thật tế. Pháp giới chân như thật tế đều chẳng thể chuyển cũng chẳng thể vượt. Vì sao? Vì pháp giới chân như thật tế như thế đều không có tự tánh cũng không thể nắm bắt. Vì chẳng phải không thể nắm bắt mà có chuyển vượt. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu chân pháp giới chân như thật tế không chuyển không vượt như vậy, thì sắc uẩn cho đến pháp hữu vi vô vi cùng với pháp giới chân như thật tế có khác nhau không? Phật dạy, không khác nhau, sắc uẩn cho đến pháp hữu vi vô vi không khác pháp giới chân như thật tế. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu sắc uẩn cho đến pháp hữu vi vô vi không khác pháp giới chân như thật tế, thì tại sao Thế Tôn lập ra hắc nghiệp cảm, hắc dị thục, nghĩa là địa ngục, bàng xanh, cõi quỷ, lập ra bạch nghiệp cảm, bạch dị thục, nghĩa là nhân thiên, lập ra hắc bạch nghiệp cảm, hắc bạch dị thục, nghĩa là một phần bàng xanh, cõi quỷ, và một phần nhân, lập ra chẳng phải hắc nghiệp, chẳng phải bạch nghiệp cảm, chẳng phải hắc, chẳng phải bạch dị thục, nghĩa là quả dự lưu cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phật bảo thiện hiện, ta nương vào thế tục mà lập ra nhân quả khác nhau như thế, không nương vào thắng nghĩa. Nếu nương vào thắng nghĩa đế, thì không thể nói có nhân quả khác nhau. Vì sao? Trong thắng nghĩa đế, các pháp tánh, tướng, không thể phân biệt, không thể nói, không thể chỉ bày, thì làm sao có nhân quả khác nhau?
Thiện hiện nên biết trong thẩm nghĩa đế, sắc uẩn cho đến pháp hữu vi vô vi, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, bởi vì pháp rốt ráo không, pháp vô tế không. Hết quyển thứ 531.